68 game bài. Và anh em để ý, ban đầu vào anh em vào cái con game nào đó thì anh em cũng phải để ý cái gọi là hiển thị ban đầu. Đây này, thì các ông có thấy ưu đãi dành cho cái hội viên mới của tháng 4 không? Và ngoài cái khuyến mãi tại web và app của 68 game bài ra thì anh em có cái khuyến mãi là nạp lần đầu. Đó chính là chúng ta sẽ có nạp lần đầu chúng ta được 20% và nạp lần 2 sẽ được 10%. Đấy, quan trọng là anh em chỉ cần để ý cái những cái con game mới nó có như thế thôi. Xong rồi bây giờ đương nhiên thì nạp 500 nó sẽ được thêm 100 là 600 và nạp 10 triệu đương nhiên có thêm 2 triệu cứ thế thôi. Ok này, thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn vấn đề gọi là cái cách bắt cầu tài xỉu bên này đi. Nói thế cho nó nhanh. Đấy. Ở trước tiên thì chúng ta soi hai cái con xí ngầu trước đã xem nó chạy như nào. Và 4 cộng 3 bằng 7 là cái con lẻ nó ở xỉu 8 và sau đó thì lẻ nó về tài và 11 và bây giờ 6 cộng 4 bằng 10 nó có một con chẵn. Nếu mà cái con chẵn này nó mà đi bên xỉu ấy thì chúng ta mới có chiều hướng gọi là thuận công thức thôi nhá. Nó mới có chiều hướng thuận công thức rồi đấy. Vốn của tôi thì hôm nay nó có rơi vào tầm khoảng 3 triệu. Và cái gì cái chúng ta đi những cái con game mới thì chúng ta cũng phải đi ở cái số tiền nhỏ trước, đúng không? Ok này, thì nó mà về tài chắc chắn thì chúng ta sẽ đi theo cái chiều hướng là đảo công thức rồi. Và bây giờ 6 cộng 5 bằng 11 lẻ chúng ta sẽ vồ tài tiếp này. Thế thôi. Và vốn 3 triệu thì chúng ta cũng phải đánh như cái vốn gọi là 300 nghìn bình thường, cũng đi tầm khoảng là 10% số vốn thôi. Việc gì mà phải đi vội, đúng không? Nhiều khi cái gì cái chúng ta sống vội quá, 3 triệu chỉ đánh được hai tay ấy, thì chỉ còn cái nịt. Mà đôi khi chứ các ông có kinh nghiệm ấy, thì lúc đấy thì các ông mới vồ tầm khoảng 3 triệu hai tay được, đúng không? Mà sau khi mà các ông mà không có kinh nghiệm ấy, mà các ông đánh tầm khoảng là các ông đánh tầm khoảng là 1,5 triệu một tay ở trong cái vốn 3 triệu ấy, thì chắc các ông chỉ còn cái nịt thôi. Tôi nhìn quanh đi quẩn lại thì tôi biết là các ông vốn còn bao nhiêu rồi đấy. Đấy, chỉ nói thế là hiểu rồi gì. Thôi nói ít hiểu nhiều, nặn xem con này nó sẽ chạy như nào đã. Và gãy một tay đương nhiên chúng ta sẽ đi theo chiều hướng đảo, và gãy hai tay chúng ta sẽ đi theo một đảo một thuận nhá. Hai này, úi dồi ôi, địt mẹ cái con đầu tiên thôi. Con đầu tiên nó đã đi theo kiểu đảo rồi. Các ông đang bảo là tôi nhà cái đúng không? Đây, nhà cái nào mà nó thua liên tọa như này này. Đây, có những mấy hôm clip vừa rồi chúng ta cũng có thua đúng không? Có phải hôm đéo là cũng thắng được đâu. Quan trọng ấy là chúng ta gọi là về cái cách bắt cầu và chúng ta tư duy, đúng không? Nhưng mà trong 10 cái lần đó thì chúng ta tư duy được như thế nào cơ? Cái đấy mới quan trọng. Thôi đây, để xem nào. Chúng ta có một cái con gọi là 6 cộng 1 bằng 7 đúng không? Vừa lẻ xỉu xong lẻ quay lại tài luôn này. Đi đúng 600 nghìn này. Còn bây giờ nó mà qua xỉu thì chắc chắn thì chúng ta sẽ đi theo kiểu một đảo một thuận thôi. Ngại cái gì? Thế thôi. Chủ yếu đánh cũng là gọi là chờ về cái cầu gọi là một đảo một thuận thôi. Thật sự. Còn nếu mà đánh mà chỉ để chờ cái cầu đảo hay là cầu thuận thì thật sự nó rất là khó. Đấy. Không phải là khó mà là nhiều lúc như thế chúng ta đi thì nó sẽ không được nhiều tiền. Được nhiều, muốn được nhiều tiền ấy thì phải gặp cầu đảo một thuận ấy thì tay chúng ta đánh to, vẫn có tay thắng tay thua nhưng mà chúng ta phụ thuộc vào những tay thắng rất là nhiều. Đấy. Vồ đã này, 25 này. Chả có nhẽ, chả có nhẽ. Mẹ đúng thua luôn hai tay đầu này. Đúng là hôm nay theo cái chiều hướng này gặp đúng cả một đảo một thuận này, 2 cộng 2 bằng 4 này. Còn chẵn này phệt tài chứ còn gì nữa. A in, ALL in ở bên tài chứ còn gì nữa. Bây giờ chúng ta lại đi về cái chiều hướng là chiều hướng thuận thôi. Xong chiều hướng này chúng ta sẽ đi theo kiểu đảo. Thế thôi. Tôi bảo rồi, chờ đợi mấy cái tay như này thì nó mới đắng. Chờ đợi mấy cái tay ôi trời ôi thì bao giờ thì mới ấy được. Đấy, anh em thấy buổi đêm ấy ở thạch thất này, thấy không? Máy các thứ nó phun bê tông ầm ầm ở đêm. Chủ yếu ấy là buổi đêm ấy thì nó không tắc đường nên là nó mới kiểu là có mấy cái phun bê tông các thứ nó mới phun vào buổi đêm. Đúng không? Cái này thì anh em thấy một tận gọi là một tỏi bên tài và bên kia mới có 500 triệu xỉu là biết này. Làm rất là nhiều người gọi là trùng máu tài phát này đấy. Đây, được chưa? Ngon lành chưa? Được chưa? Và bây giờ nhá. Đương nhiên chúng ta đang lãi 900 nghìn và bây giờ 6 cộng 2 bằng 8 chúng ta sẽ đi theo cái chiều hướng đảo đúng không? Và tiếp tục chúng ta sẽ vồ ở bên xỉu là 900 nghìn. Được chưa? 900 nghìn. Còn nếu mà cái tay này nó mà gãy thì chắc chắn vãi nghe một điều rằng công thức nó sẽ đi theo kiểu dù cái gì thì cái hai thuận hai đảo hay là công thức 1-1 thì nó cũng chỉ đi tầm khoảng 2 phát nó gãy thôi. Đúng không? Nó sẽ đi theo kiểu là đảo loạn xạ lên. Mà mọi lần thì anh em bảo với tôi là nhiều lúc mà nó cứ đảo loạn xạ lên em không biết bắt kiểu gì đấy. Đấy, hôm nay nếu mà gãy ở cái tay này tôi sẽ trình diễn cho anh em xem luôn, được chưa? Là để anh em hiểu luôn về cái cách bắt cầu của tôi, được chưa? Nhanh gọn lẹ, được chưa? Thôi.
mới kiểu là mới mấy à, mới 1-2 giờ sáng mà người ta đã làm tận 3 tỏi rồi, mẹ giống như kiểu là hack ấy. Nhưng mà làm điểm ở trong cái lập trình những cái con game này nó có hack được. Còn bây giờ cứ thế nặng đã này. Rồi nhá, có một con gọi là con 6 6 3 6 3 6. Đấy, kiểu này thì chúng ta lại về theo cái chiều hướng gọi là thuận thôi. Gọi là chặn tài thôi. Bây giờ cái con chặn này thì chúng chắc chắn thì chúng ta sẽ đi nốt phát chặn tài này, rồi phát sau thì chúng ta sẽ bỏ luôn thôi, đúng không? Và bây giờ anh em có thể vào tầm khoảng là 3 triệu rồi đấy. Đấy, vào nốt 3 triệu này thì phát sau thì anh em sẽ đi nhỏ lại luôn. Sẽ đi nhỏ lại luôn ở cái bên khác, là bên đi bên đảo. Nếu mà chẵn thì phát sau chúng ta sẽ được xỉu, mà còn nếu mà lẻ thì chắc chắn thì chúng ta sẽ phải tài tiếp, đúng không? Đấy, đi theo kiểu đúng gọi là hai phát dễ một nhá. Cứ đi theo kiểu là hai đảo ở đâu, hai thuận xong hai đảo rồi chúng ta lại đi về một đảo một thuận hai phát thôi. Đấy, thế thôi. Và cái con này chắc chắn thì 100% chúng ta sẽ lại có tài, được chưa? Thế rồi. Và đơn giản dễ hiểu, không có gì khó hiểu cả, đúng không? À, bây giờ cứ thế mà gọi là lặn đã này. Bên kia là tận 900 triệu mà có khi nào địch mẹ nhà cái can thiệp không ơi. Lặn đâu em xem nhá. Và 53. Úi giời ơi, lấy đâu ra xỉu con này. Và bây giờ có 4 cộng 3 bằng 7. Lẻ đương nhiên thì chúng ta sẽ phải phải tài tiếp rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ vào 800. Và 851.000. Nhiều khi cái tay này chúng ta cũng nên thua đi anh em ạ. Cũng nên gọi là nhả lại cho nhà cái tí, không đến lúc tí nữa mà chúng ta vồ to ở những cái clip sau ấy, nó lại bị theo cái thì bỏ mẹ thôi. Trong đợt này thì ở game nào thì game thì tôi cũng phải chơi trong tầm khoảng 10 lần, mỗi lần tổng phải chơi trong tầm khoảng 10 phút. Đấy, và cứ cách một tiếng thì tôi lại chơi, thì tôi sẽ tổng vào một ngày dù có lãi được 1.000 một lần thì trong khoảng 10 phút thì chúng ta cũng phải nghỉ, anh em hiểu chưa? Đấy. Gom lại tôi chỉ cần nhá, một lần tôi chỉ cần ăn được tầm khoảng 500.000 thôi, và 10 lần thì 10 tiếng hàng ngày chúng ta cũng có 5 triệu, đơn giản thế thôi. Đấy là cách đầu tư nhỏ. Được chưa? Anh em hiểu về cái như nào là cách đầu tư nhỏ chưa? Và như nào là đầu tư to chưa? Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Ok này, thì bây giờ chúng ta sẽ nặn cái con này để xem nó về tài không nhá. Đây là cái mẹ nhả ra để cho nhà cái gắp nữa đấy, mà nó không gắp nữa thì thôi. À, 6 này. Ui rồi, 651. Đấy đã là cái số ăn ấy, thì nó phải gọi là ăn gọi là mịn mượt như kiểu là ấy mùa đông luôn. Anh em ạ, thấy chưa? Đấy là cái cách mà sau khi thua là anh em phải xử lý nhau, thì đấy mới gọi là cái tuyệt vời, đúng không? Ok, thì cái clip của tôi ngày hôm nay thì tôi xin khép lại ở đây thôi. Tí nữa tôi sẽ lên thêm cho anh em clip tiếp theo nhé. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo của Kawi game bài đổi thưởng anh em nhé.